Xin chào quý vị và các bạn. Mưa lớn vẫn là thông tin chú ý nhất đối với các tỉnh Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai bởi các hình thái gây mưa vẫn hoạt động mạnh. Cụ thể, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thì có tổng lượng mưa là từ 70 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thì có tổng lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 50 mm. Đặc biệt tại khu vực phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Kon Tum, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 50 mm, có nơi còn ở trên 150 mm. Do mưa đã diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày với lượng lớn khiến cho nền đất bị bở nhão nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng như là ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên. Người dân nơi đây cần hết sức chú ý đề phòng. Mặc dù không chịu tác động của tổ hợp gây mưa như miền Trung, tuy nhiên ở khu vực Nam Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ trong đêm nay và chiều tối mai cũng có mưa nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa to, vì thế mà nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên vẫn thấp, chỉ từ 27 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ là 29 cho đến 32 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, chịu tác động của không khí lạnh nên đêm nay và sáng sớm mai sẽ là khoảng thời gian nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm mạnh nhất. Tại khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ sẽ xuống thấp dưới ngưỡng 18 độ. Các đỉnh núi cao như là Mẫu Sơn hay là Pha Đin, Sìn Hồ hoặc là ở Đồng Văn của Hà Giang thì cũng đều ở dưới mức 18 độ, chạm mức là 14 độ. Còn ở vùng đồng bằng cũng như là thủ đô Hà Nội, sáng mai trong ngày đầu tuần, mọi người sẽ đi làm trong cái rét với mức nhiệt là từ 19 đến 20 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cường độ gió ở mức là cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.